Khi tất cả các loài động vật đều trở nên béo mập, dù có một chiếc cổ dài nhưng hươu cao cổ vẫn không thể uống được nước, lại còn chẳng may bị ngã và trở thành chú hươu cao cổ đầu tiên trên thế giới bị chết đuối. Loài cầy mang cốt nhút nhát này nhìn thấy chim ưng thì lập tức chui vào hang chú, nhưng giờ cũng chẳng lọt nữa, lại cứ nảy tưng tưng như mấy cái lò xo ấy. Chim ưng thì có khá hơn không? Không hề nhá. Mấy con chim non này thấy mẹ về thì cứ tưởng là sẽ được cho ăn, nhưng ai ngờ khi mẹ vừa hạ cánh thì cũng là lúc... Cá sấu thì cũng khổ lắm chứ. Trước mặt toàn mấy em hồng hạc chân dài mà không làm gì được, chỉ cần há miệng là sẽ mất thăng bằng ngay. Nhìn xem, một con báo đang đuổi bắt linh dương, tưởng mình ăn sắp tới miệng rồi nhưng chả may rớt một cái rồi cũng lăn lộn tùng xòe. Giống mấy cái quả bóng bay bán 20k ở trên bờ hồ ấy. Đàn ngựa vẫn đang uống nước thì con cá sấu hồi nãy xuất hiện. Lại thất bại nữa rồi. Thôi lượn đây, không thì quê lắm. Con báo này đang nằm trên cây tính làm một giấc mơ trưa, nhưng ai ngờ mới cứ vươn vai một cái thôi đã lộn rồi. Câu hỏi đặt ra ở đây là ban đầu làm sao mà nó leo lên được nhỉ? Chú chó này thậm chí còn không thể tè được, mới cứ giơ chân sau lên thôi mà đã. Mọi phản ứng của mèo với chuột cũng trở nên chậm chạp hơn bao giờ hết. Con bò sữa này đang muốn vào chuồng chú mưa nhưng lại bị chặn ở cửa. Nghe chừng là đã hết chỗ rồi, nhưng vẫn cố dùng sức chen vào và rồi toàn nhìn cứ như mấy viên kẹo ấy. Cuối cùng thì bạn nhận ra đây là hình ảnh của ai rồi đúng không nào? Hãy tag người đó vào để xác nhận nhá.